tập 994, Kiku đối đầu với Kanchuzo. Sự xuất hiện của Big Mom bao trùm một nỗi sợ vô hình đối với phe Liên Minh. Luffy và Yamato nghe lén từ phía trên gác mái, cùng lúc họ biết được mục tiêu của hai băng hải tặc này là kho báu Quan Bi. Bằng cách giành lấy vũ khí cổ đại và gây chiến với chính phủ thế giới. Vũ khí cổ đại gồm 3 thứ, được đặt theo tên các vị thần, Pluton, Uranus và Poseidon. Nếu ba loại vũ khí này tập hợp, thế giới nhất định sẽ mất cân bằng và rơi vào con đường hủy diệt. Vương quốc Wano chỉ có một lối vào duy nhất là thác nước chảy xiết, nơi mà chính phủ không thể đặt chân tới. Nếu xây dựng thêm các xưởng vũ khí và biến tất cả người dân ở kinh đô Hoa thành nhân công, thì nơi này sẽ trở thành một thiên đường dành cho hải tặc. Tuy nhiên, nó đang thuộc quyền cai quản của Orochi. Orochi trở nên điên tiết, những ký ức bị sỉ nhục và chà đạp ngày đó dần trở về. Đối với hắn, kinh đô Hoa là biểu tượng cho sự trả thù của gia tộc Kuzozumi. Ý đồ của Kaido chính là phế truất Orochi và giải tán liên minh giữa bọn họ. Những tưởng Kaido đã chịu khuất phục, nhưng Orochi lại quên mất rằng hắn ta là một tên tứ hoàng tàn bạo. Chỉ với một nhát kiếm, Kaido cắt mất đầu Orochi như cắt một con kiến hôi. Mọi thứ dường như bị ngưng trọng trước quyền uy của Kaido. Hắn tiến lại gần Monosuke, đấm hai phát lên cột trụ. Cuộc đối đầu của hai gia tộc lớn trong mắt hắn chẳng là cái thá gì hết. Luffy và Yamato không thể chần chờ hơn nữa. Họ phá vỡ trần nhà, bắt đầu hành động. Tại cổng sau của Onigashima, Kiku và Kanchuzo đang diễn ra một trận quyết chiến. Kiku thấy trước được tương lai chỉ trong một khoảnh khắc, dễ dàng né đòn chí mạng từ Kanchuzo, rồi bật ngược lại. Không ngờ đó chỉ là một hình nhân. Kanchuzo từ phía sau tạo thêm nhiều người không đầu khác, nhanh chóng bị Kiku diệt sạch. Ngay khi Kiku hất tung thanh kiếm của hắn ta, Kanchuzo lại diễn trò nhớ về những ký ức cũ, lợi dụng phần tình cảm mềm yếu của Kiku. Mặc cho Orochi đang tức đến người, Kiku lại xém chút nữa bị trọng thương vì yếu lòng. Trước mắt cậu lại hiện ra dáng vẻ ngày trước của Kanchuzo, không thể xuống tay một cách tàn nhẫn được. Một đường kiếm cắt đôi hình nhân, Kanchuzo điên rồ xuất hiện. Hắn vui sướng trước viễn cảnh Kiku đã gục ngã trước mặt mình. Nhìn lại mới thấy Kiku đã dùng kiếm chặn đứng từ trước. Anh chàng đau lòng trước sự phản bội của người đồng đội này, càng trở nên kiên quyết rằng sẽ không nương tay. Chiêu thức tàn tuyết kiếm được triển khai, chặt đứt những ký ức vui vẻ họ từng có. Kanchuzo ngã xuống, cũng là lúc sự thương tâm đè nặng lên trái tim Kiku. Đến khi Denchizo và Kinemon đến nơi, đã thấy xác của Kanchuzo và các thành viên còn lại không ai cầm được nước mắt. Dù sao thì bọn họ cũng đã sống cùng nhau từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, để hoàn thành tâm nguyện cả đời của Oden, nhóm 9 bao kiếm đỏ phải tiếp tục tiến về phía trước. Quay trở lại với Kaido, hắn cho các thuộc hạ của Orochi hai con đường để lựa chọn, hoặc là làm hải tặc, hoặc là chết. Để chuẩn bị cho trận đại chiến nổ ra, Kaido sẽ biến nơi này thành một đế quốc hải tặc. Hắn sẽ rời Onigashima về kinh đô, Wano quốc chính thức bị xóa sổ. Tân tướng quân sẽ chính là Yamato. Quyết định độc đoán của Kaido khiến Yamato nổi cơn thịnh nộ đập phá tòa thành, đi đường tắt để đến sảnh chính.